mình là nhà khoa học Jesse, còn người đang quay phim là trợ lý Scarlett. Hello, hello. À, hôm nay mình sẽ mở hộp những cái thứ, những cái bộ đồ dùng về khoa học. Thế nào? Mình vẫn còn thiếu rất nhiều đồ, đống ống nghiệm và bình thủy tinh đấy vẫn còn ở nhà bà ngoại và phải mang vào. Nhưng mình có một số thứ có thể cho các bạn xem hôm nay. Đầu tiên là cái bộ mô hình phân tử. Nó rất thường. Nhưng cái này chỉ là mô hình những phân tử khác nhau. Trong cái hộp này có mấy cái viên để làm biểu tượng cho những nguyên tử khác nhau. Ví dụ như màu đen là carbon, màu đỏ là oxy, màu trắng là hydro chẳng hạn. Mình sẽ làm một phân tử mà mọi người sẽ rất quen thuộc. Đây chính là H2O, là tên gì đấy của nước. H2O. H2O có chứa 2 hydro và 1 oxy, thì sao nó mới được gọi là H2O? Và bây giờ là một câu đố. Comment nào đoán đúng đầu tiên thì mình sẽ subscribe. Đợi mình một lát. Cho mình một ít thời gian, mình cũng khá là sợ tay. Không thích sợ tay nhưng không sao, đợi. Tóc của mình là vấn đề. Cái này tháo ra. Rồi sau đấy tóc. Đố các bạn phân tử này là phân tử gì? Câu gợi ý, nó có chứa trong một số chất tẩy rửa, nó và nó dễ cháy nổ, và một gợi ý cuối cùng, khi cháy thì nó tạo ra CO2 và hơi nước, và nó thuộc họ hydrocarbon. Bây giờ đến lượt bộ mô hình trái đất quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất này. Mình đang rất cố gắng để xuyên nhiều càng. Đây. Wow. Nó còn đi kèm với một cái máy, một cái adapter, nhưng cái này mạnh hơn cái đường dây điện thoại nhiều nên đừng dùng nó để sạc điện thoại nha. Vì nếu dùng cái này để sạc điện thoại thì hỏng điện thoại mất. Cái này thì nó có đi kèm. Cái mô hình này thì mình phải nối điện vào thì nó sẽ quay. Vấn đề. Không sao. Tao biết gì đấy, đây tao không thích. Nhưng không sao. Okay. Đấy, để lúc khác xử lý. Nhưng cái mô hình này nó có đi kèm với mấy cái này. Ví dụ như mình có thể xoay nó về vị trí mùa. Vị trí mùa hè, mè và mấy giờ. Mình khó mà chính xác với cái này nhưng không sao, mình thấy hay không. Hôm nay thì mình sẽ unbox vậy thôi, hôm khác mình sẽ cho các bạn xem cái này làm gì.
được không? Hy vọng các bạn không buồn. Nhưng như thế cũng là một trong những thứ mà tất cả YouTuber phải làm, không dùng tất cả vào một video. Bởi vì nếu không, xem không ai subscribe. Đấy là một trong những cảnh báo. Nếu dùng tất cả vào một video thì không ai subscribe đâu. Bây giờ đến cái thứ điện toán này thì mình chỉ có hiểu biết rất sơ về điện cơ, nhưng điều đấy không có nghĩa là mình sẽ không làm được. Mình cái này yêu cầu những cái cục pin quá cơ, nhưng mình có pin nhỏ, nhưng mình có một siêu rất chi là đơn giản. Đừng lo các bạn ơi, mình sẽ cho các bạn xem thật nhanh cái này là cái gì. Mở cái này. Ok, đợi mình một lát thì mình đầu tiên phải đào vài cục pin. Hy vọng là mình đang làm đúng cách, vì nếu không thì mình sợ mình vẫn còn chưa đủ hiểu biết về điện thứ. Mình có một cách để không để dùng được những cái cục pin mà cứ đùa hơn coi sừng sọc. Cái cuối cùng là cái này, không dây màu nào cũng được, đừng lo. Không phải cái này, ở đây không ổn rồi, không xịn rồi. Hay là dùng điện thế thấp hơn, dùng điện thế thấp hơn đi, chỉ hai cục thôi. Vì mình không sẵn sàng để làm những điện thế cao, chỉ hai cục thôi, chỉ dùng được hai cục hôm nay thôi. Rồi sau đấy mình sẽ lắp nó vào cái bóng đèn này, hy vọng nó dùng được. Nếu không dùng được thì không sao. Tốt, hoan hô trợ lý. Nè, tháo ra. Mình cần phải tập luyện cái siêu này thử. Và nhân tiện mình cũng cho các bạn xem cái này, hy vọng nó hoạt động. Nhưng nếu nó không hoạt động thì không sao, vì mình không biết bản chất cái này là cái gì. Đổi cơ. Không, không đủ điện thế. Cái này là yêu cầu 6V, nhưng mình chỉ có 3V thôi. Đấy là vấn đề. Xem cái này yêu cầu điện thế bao nhiêu thì không được. Chắc là được, chắc là không được. Mình cái này cũng có nhiều bộ phận điện xoay chiều ấy, nên mình không làm được hết. Nhưng nó có một cái la bàn. Các bạn, mình để la bàn lên bàn này thì mình thấy cái kim màu đỏ chỉ hướng kia. Nhưng bây giờ mình để la bàn gần đây thì các bạn thấy cái gì xảy ra với la bàn chưa? Thì kim màu đỏ chỉ hướng khác. Đây là điện xoay chiều chứ không phải điện một chiều, nên nó cũng hơi dao động được. Nên nó sẽ tạo ra dao động trong từ trường. Đấy là vì hiệu ứng từ trường của điện trong dây điện này, có biết không? Nó bây giờ chỉ về hướng cửa sổ. Lần trước nó chỉ vào hướng cửa phòng ngủ của... Nó chỉ hướng khác hẳn rồi. Nó... thấy chưa? Nhưng mình không muốn nói nhiều về điện một chiều và điện xoay chiều ở đây, dù mình có hiểu biết khá là kỹ về mấy cái chủ đề này. Đấy là 500 thời gian mình mới bị như vậy. Nên bây giờ mình cắt cái bộ này đi, để lúc khác thí nghiệm tiếp, được không các bạn ơi? Mình cũng có một thứ khác để cho các bạn xem, để la bàn ổn định. Để hôm nay xa ra, khi la bàn ổn định. Sao hôm nay la bàn cần lâu để ổn định thế? Có một cách để phanh nó lại. Nhưng nó cứ bị như thế này, có nghĩa là phải có một cái dây điện xoay chiều ở gần, nó ổn định rồi. Tiếp theo cực dương, hoặc cực dương, cực âm và cực âm. Các bạn có thấy khi mình để ở trên chốc la bàn một ít, nó hơi bị dao động không? Dù nó không chạm la bàn, các bạn có thấy không? Khi mình dừng thì la bàn cần một thời gian để ổn định.
Vì sao thế? La bàn nó hay bị xoay như thế khi có dòng điện xoay chiều ở gần. Khi để gần dây điện xoay chiều. Thôi mình cắt đi đây. Cắt hết đây. Và cuối cùng hai cái này mình vẫn chưa biết mục đích của nó là gì. Nhưng mình biết cái này cần phải lắp với điện xoay chiều, lắp với điện một chiều không hoạt động. Mình hy vọng thử hạt cháu không. Hy vọng cách ở nhà này của chị mình sẽ lấy cái này. Hy vọng thử cái này thì hàng xóm không mắng. Có một cái đặc điểm gì đấy mà nhà hàng xóm rất ghét. Mình thấy kỹ năng hài hước của mình rất tốt. Để cho đấy đợi mình một thời gian để xử lý thì mình cái dây dựng này được không? Nối là mỗi cái nối là một. Mình sẽ cho các bạn xem cái này hoạt động như thế nào. Nhưng ai mà lại phát minh ra một cái kiểu cuộn dây điện ngoái ngoan này để làm gì cho đời được đây? Kiểu cuộn dây điện ngoái ngoan này là để chống bọn unboxing chứ không để làm gì khác thì phải, mình đoán vậy. Nhưng cuối cùng mình cũng đã xử lý được thì kiểu cuộn dây điện siêu ngoái ngoan. Bây giờ đến lúc mình thử trên tác dụng của cái này là gì. To như thấy chưa, đã bảo hàng xóm rất ghét cái này mà. Bàn lại không? 3, 2, 1. Nghe thấy gì chưa? Đó rất... Vì sao cái này được thiết kế chỉ cho 6V nhưng cái này là bao nhiêu V? 12V là cấp đôi điện thế. Nhưng người cũng... Như thế nào ấy? Đừng rất chi là... Này. Thế nó có cháy không con? Không, sợ đâu. Vì sao không sợ? Đầu tiên cái 500 điện thì nó có thể chịu được điện thế rất cao. Hầu hết 500 điện chưa không bao giờ được sử dụng ở điện thế tối đa của nó. 500 điện không bao rất hiếm khi nóng lên. Nên đặc biệt với cái dạng 500 điện bằng đồng này. Để thế này, vì mình xác định cái này xem trước. Hôm nay mình đã unbox tất cả mọi thứ rồi. Thì riêng bộ thí nghiệm hóa học thì bà ngoại xưa gửi vào đây nên mình chưa unbox được. Nhưng nếu các bạn like, share và subscribe nhiều thì mình sẽ làm cho các bạn rất nhiều thí nghiệm cool ngầu. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video này.